loạt thông phiếu bầu cử tại hai bang ở Mỹ bị phóng hỏa. Nỗi bất an của người Mỹ trước thềm bầu cử. Cơ hội thắng bại ở mỗi tiểu bang dao động. Thông phiếu bầu cử ở hai bang của Mỹ bị phóng hỏa. Một vụ việc chấn động liên quan tới bầu cử Mỹ 2024 mới xảy ra. Theo đó, rạng sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Mỹ, hai thùng phiếu dành cho cử tri bỏ phiếu vắng mặt tại Portland, bang Oregon bốc khói sau khi thiết bị gây cháy được kích hoạt. Nhờ có hệ thống dập lửa tự động trong thùng và nhân viên an ninh gần đó đã kịp thời phản ứng, chỉ có 3 phiếu bầu bị hư hại. Một vụ cháy khác xảy ra vài giờ sau đó tại thành phố Vancouver, thuộc bang Washington, Tây Bắc Mỹ. Hệ thống dập lửa tự động lần này đã không hoạt động hiệu quả và hàng trăm phiếu bầu trong thùng bị hủy hoại. Cảnh sát nhận định thiết bị gây cháy đã được gài vào thùng phiếu nhưng chưa rõ chủng loại cũng như nghi phạm. Quan chức bầu cử Hart Clark, thành phố Vancouver nhấn mạnh đây là một vụ tấn công trực diện vào nền dân chủ. Tại cuộc họp báo ở Portland, giới chức Mỹ cho biết dấu vết từ các thiết bị gây cháy cho thấy mối liên quan giữa hai vụ phóng hỏa thùng phiếu với sự việc tương tự xảy ra ngày 8 tháng 10 cũng tại Vancouver. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đang điều tra vụ phóng hỏa. Người phát ngôn cảnh sát Portland Mike Penner cho biết thiết bị gây cháy được gài phía bên ngoài thùng phiếu. Qua kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát gần hòm phiếu ở Portland, cảnh sát phát hiện một ô tô khả nghi đã tiếp cận thùng phiếu, không lâu sau đó thì đám cháy bùng lên. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ đại diện ở bang Washington gọi đây là những sự việc mang tính chất bạo lực chính trị và đề nghị cảnh sát cử nhân viên bảo vệ thùng phiếu tại Hart Clark từ giờ đến hết ngày 5 tháng 11. Quan chức cho biết, cơ quan bầu cử Hart Clark sẽ rút ngắn thời gian giữa những lần thu gom phiếu bầu, điều chỉnh giờ gom phiếu vào buổi tối và hỗ trợ bỏ phiếu lại cho những cử tri có phiếu bầu bị hủy trong vụ phóng hỏa ở Vancouver. Lo ngại những vụ tấn công thùng phiếu tái diễn trong mùa bầu cử năm nay, các quan chức cho biết cơ quan bầu cử sẽ tuyển thêm người giám sát thùng phiếu 24/24. Giám sát viên không được quyền can thiệp thùng phiếu, chỉ gọi tới đường dây khẩn cấp của cảnh sát để thông báo khi thấy diễn biến đáng ngờ. Bỏ phiếu vắng mặt qua thùng phiếu hay còn gọi là drop box là hình thức dành cho những cử tri không thể trực tiếp đến các điểm bầu cử sớm, không thể bỏ phiếu trong ngày bầu cử toàn quốc hoặc không muốn gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Họ có thể yêu cầu cơ quan bầu cử địa phương cấp phiếu bầu vắng mặt, sau đó mang đến thùng phiếu được chỉ định. Cơ quan bầu cử không được cử người túc trực tại thùng phiếu mà chỉ cho nhân viên đi thu gom phiếu định kỳ. Hình thức bầu cử này đang vấp phải chỉ trích mạnh mẽ về nguy cơ gian lận, chủ yếu từ Đảng Cộng hòa và những nhóm lan truyền thuyết âm mưu cực hữu. Tranh cãi tăng vọt sau khi cựu Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc về cuộc bầu cử năm 2020 đã có gian lận về phiếu bầu, dù không có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Trong 4 năm qua, 6 bang đã cấm hình thức đặt thùng phiếu cho cử tri đến bỏ phiếu vắng mặt, gồm Arkansas, Mississippi, Missouri, Bắc Carolina, Nam Carolina và Nam Dakota. Một số bang đã hạn chế hình thức này, chỉ cho phép mỗi hạng đặt một thùng phiếu hoặc cần có lý do đặc biệt để áp dụng, điển hình là Ohio hay Iowa. Phe Dân Chủ cho rằng những động thái này đi ngược lại tinh thần khuyến khích cử tri tham gia bầu cử. Washington và Oregon là hai bang vẫn áp dụng phổ biến cả hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện và bỏ phiếu vắng mặt tại thùng phiếu. Nỗi bất an của người Mỹ trước thềm bầu cử. Trong bối cảnh ngày bầu cử cận kề, nhiều cử tri Mỹ đang lo ngại về tương lai chia rẽ và bất ổn đang chờ đợi họ, bất kể là ông Trump hay bà Harris đang cử tổng thống. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu. Chiến dịch tranh cử của cả cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đều đang dốc toàn lực vận động để có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ, dù thế cạnh tranh vô cùng xì sao. Giữa bầu không khí căng thẳng đó, nhiều cử tri nói rằng cuộc bầu cử năm nay khiến họ có cảm giác rất khác so với những lần trước đây. Nó không phải là một cuộc ganh đua chính trị thông thường, mà giống như một cuộc chiến hỗn loạn có thể đe dọa nền dân chủ của Mỹ về lâu dài. Theo một cuộc thăm dò hồi tháng trước, 87% cử tri nói rằng họ tin nước Mỹ sẽ phải chịu tổn hại vĩnh viễn nếu ứng viên của họ thua cuộc. Trong số những người ủng hộ bà Kamala Harris, 57% nói họ cảm thấy sợ hãi nếu Trump được bầu, trong khi 47% cử tri của Trump có cảm nhận tương tự về ứng cử viên đảng Dân Chủ. Ít nhất một nửa số cử tri cho biết họ lo bạo lực có thể xảy ra dù Trump hay Harris thắng cử, và 53% nói rằng tình trạng chia rẽ trong xã hội vẫn sẽ tiếp tục gia tăng bất kể kết quả bầu cử ra sao. Cuộc thăm dò trên cũng cho thấy ông Trump chỉ dẫn trước bà Harris với cách biệt nằm trong phạm vi sai số, tương tự kết quả nhiều cuộc khảo sát gần đây được thực hiện trên toàn quốc và tại các bang chiến trường. Ngay cả chuyên gia thăm dò dư luận Nate Silver, người nổi tiếng với việc dự đoán đúng kết quả bầu cử, cũng nói rằng ông không thể đoán trước kết quả bầu cử năm nay sẽ đi theo hướng nào. Nhưng dường như tất cả đều có chung một cảm nhận rằng
chia rẽ và bất ổn là điều khó có thể tránh khỏi. Giới chuyên gia chính trị không biết suy nghĩ thế nào. Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều chiến lược gia Dân chủ Cộng hòa đều không thể chắc chắn về một chiến thắng cho ứng cử viên của đảng mình. Các cuộc thăm dò có đang bỏ sót những cử tri bầu cho Trump như những gì từng diễn ra năm 2016, hay các nhà khảo sát đang đếm quá cao nhóm này? Liệu chiến lược tiếp cận thực địa vượt trội của đảng Dân chủ có thể đưa họ lên vị trí cao hơn, hay khoản đầu tư đột ngột từ Elon Musk sẽ giúp đảng Cộng hòa bứt phá? Trong một cuộc đua sát nút tỷ lệ này, hầu như bất kỳ điều gì, một sự kiện thời tiết bất thường tại Wisconsin hay một B4 mới nổ ra đều có mang tính quyết định. Nhiều đảng viên Cộng hòa đang thể hiện sự tự tin, nhưng ở phía sau, không ít người thừa nhận họ không hoàn toàn chắc chắn. Thông điệp của cả hai ứng cử viên đều làm gia tăng sự sợ hãi. Tuần trước, bà Harris và ông Trump là phát xít và tổ chức một cuộc họp báo để hướng truyền thông chú ý đến những bình luận từ cựu tránh văn phòng của Trump, người mô tả cựu tổng thống là kẻ độc tài tương lai. Ông Trump trong khi đó gọi bà Harris là mối đe dọa với nền dân chủ, đang cố gắng phá hủy đất nước. Còn tỷ phú Musk, người đang vận động cho Trump tại Pennsylvania, lại cảnh báo cử tri rằng đất nước sẽ diệt vong và sẽ không còn cuộc bầu cử nào nữa nếu cựu tổng thống thất cử. Nếu các cảnh báo nhằm mục đích thôi thúc cảm giác cấp bách trong cử tri, có vẻ như chúng đang thành công. Theo phòng thí nghiệm bầu cử tại Đại học Florida, tính đến ngày 26 tháng 10, hơn 38 triệu người đã bỏ phiếu sớm trên khắp cả nước, trong tổng số 244 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử năm nay. Bang Georgia chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bầu cử bỏ phiếu cao kỷ lục kể từ khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu hôm 15 tháng 10. Trong dòng người xếp hàng bỏ phiếu tại ngoại ô Marietta, thành phố Atlanta hôm 27 tháng 10, hầu như tất cả cử tri đều bày tỏ lo lắng về những ngày sắp tới. Nỗi lo lắng và bất an của những người ủng hộ Trump có vẻ cực đoan hơn với các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ. Với họ, trạng thái chủ định đã được thiết lập. Họ tin mình đang sống trong một chính quyền tồi tệ do phe Dân chủ kiểm soát. Nhiều người bày tỏ nghi ngờ về số phiếu bầu và tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. Nhưng họ cũng có xu hướng lo lắng về tình trạng bất ổn hơn có thể xảy ra. Trong khi đó, tại các cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WTB tại Washington, giới chức tài chính các nước bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ 2. Trong số những lo ngại lớn, đó là hệ thống tài chính toàn cầu bị thay đổi về sự tăng trưởng mạnh, gia tăng phát hành nợ và đảo ngược nỗ lực chống biến đổi khí hậu để ưu tiên sản xuất năng lượng hóa thạch. Trái lại, một chiến thắng cho bà Harris được xem là sự tiếp nối chính sách hợp tác đa phương của chính quyền Biden trong 4 năm qua về các lĩnh vực khí hậu, thuế, doanh nghiệp và giảm nợ. Bầu cử Mỹ bước vào tuần cuối then chốt. Còn một tuần nữa đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ và hai ứng cử viên đang bùng hết sức để vượt lên trong cuộc bầu cử đầy kịch tính và chia rẽ. Theo dữ liệu của dự án Election Lab của Đại học Florida Mỹ, tính đến thứ hai vừa qua, đã có gần 42 triệu cử tri bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Trong khi ngày bầu cử chính thức đang đến gần, hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris đang trình bày những thông điệp để thuyết phục cử tri chưa quyết định. Cuối tuần qua, cựu tổng thống Trump đưa ra tầm nhìn của mình cho nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai. Tại sự kiện ở New York, ứng viên Đảng Cộng hòa đặc biệt nhấn mạnh tình trạng nhập cư trái phép và tuyên bố sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ ngay ngày đầu nhiệm kỳ. Bài phát biểu cũng tập trung về cáo buộc cho rằng chính quyền đương nhiệm, trong đó có bà Harris là phó tổng thống, đã phá hỏng nền kinh tế và chính sách nhập cư, và ông Trump sẽ khắc phục sau khi tái nhậm chức. Bên cạnh đó, ông Trump công bố chính sách mới nhằm cung cấp một hạn mức tín dụng thuế cho những người là trụ cột gia đình, cam kết giảm một nửa giá năng lượng và giảm thuế doanh nghiệp. Ông không trình bày rõ ràng kế hoạch kinh tế bởi thay đổi quy định về thuế cần được Quốc hội thông qua, trong khi chưa có gì đảm bảo Đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát lưỡng viện. Ngoài ra, tại sự kiện ở New York còn gây tranh cãi bởi những phát biểu bị cho là mang tính chất phân biệt chủng tộc, thô tục từ những đồng minh của vị cựu tổng thống. Trong khi đó, bà Harris có các sự kiện vận động tranh cử tại Philadelphia, thành phố lớn nhất tại bang chiến trường quan trọng bậc nhất là Pennsylvania, để thu hút cử tri gốc Puerto Rico, vùng lãnh thổ bị một đồng minh tại sự kiện của ông Trump miêu tả là đảo giác. Trong ngày 29 tháng 10, bà Harris có cuộc vận động tranh cử quan trọng tại công viên Ellipse ở Washington DC, nơi mà vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Trump có bài phát biểu trước người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội để cản trở việc phê chuẩn chiến thắng của ông Joe Biden. NBC News dẫn lời các trợ lý của bà Harris cho hay, Phó Tổng thống sẽ tập trung vào việc miêu tả ông Trump là mối đe dọa cho nền dân chủ, đồng thời nêu bật tầm nhìn và kế hoạch của mình trong nhiệm kỳ tới. Cơ hội thắng bại ở mỗi tiểu bang dao động. Chỉ còn ít ngày nữa là đến cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11.
Newsweek đã phân tích kết quả thăm dò ở từng tiểu bang dao động. Cuộc đua năm nay được đánh giá là cực kỳ căng thẳng, với chiến thắng nằm trong tầm mắt của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump hoặc ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. 7 tiểu bang dao động là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin có khả năng sẽ là những tiểu bang quyết định ai sẽ giành được nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm lại những kết quả thăm dò mới nhất của các trang thăm dò uy tín để có cách nhìn tổng quan về thế trận của mỗi ứng cử viên tại 7 bang chiến trường. Tại Arizona, tính đến ngày 28 tháng 10, công ty tổng hợp thăm dò 538 cho biết ông Trump đang dẫn trước với 48,7% so với 46,8% của bà Harris. Và 3 cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy ông Trump đang dẫn đầu. Trong cuộc thăm dò của Redfield và Winton, Statris thực hiện và hợp tác với The Telegraph, Marist College, nơi đã tiến hành cuộc khảo sát mới nhất của mình vào đầu tháng này từ 17 tới 22 tháng 10 cũng cho thấy ông Trump dẫn đầu nhưng với biên độ nhỏ hơn là 1%. Tại Georgia, 538 ước tính ông Trump dẫn trước ở tiểu bang này là 48,6% tính đến thứ hai, trong khi hai cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy ông Trump dẫn trước. Còn một cuộc thăm dò khác lại cho thấy ông Trump và bà Harris hòa nhau. Trong cuộc thăm dò tại tiểu bang dao động này do Redfield và Winston Chesteris thực hiện, ông Trump giành được 48% số phiếu bầu, cho đó 46% được dành cho bà Harris. Tuy nhiên, cao đảng Marist nhận định sự ủng hộ dành cho cả hai ứng cử viên là ngang hàng. Tại bang Michigan, bà Harris đang dẫn trước một cách xích sao với 47,6% so với 47,3% của ông Trump. Nhưng ba cuộc thăm dò gần đây nhất đều cho thấy ông Trump dẫn trước. Trong khi đó, cuộc thăm dò của Redfield và Winston Chesteris tại các tiểu bang dao động khảo sát hơn 1.000 người cho thấy ông Trump và bà Harris có kết quả ngang bằng nhau tại Michigan. Cuộc thăm dò ở Nevada của 538 đã đưa ra cho ông Trump một biên độ 0,2%, dẫn trước bà Harris một chút, với tỷ lệ là 47,5% so với 47,3%. Giống như Michigan, hai trong ba cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy ông Trump dẫn trước và các ứng cử viên ngang bằng nhau trong cuộc thăm dò thứ ba. Redfield và Winston Chesteris đưa ra con số là ông Trump 47% và bà Harris 46%. Ở Bắc Carolina, ông Trump cũng đang dẫn đầu theo số liệu trung bình của 538 với 48,7% so với 47,1% của bà Harris tính đến thứ hai. Ở bang chiến địa quan trọng hàng đầu là Pennsylvania, ông Trump lại có thêm một lợi thế mỏng manh nữa trong tổng số các cuộc thăm dò của 538 với 48% so với 47,7% của bà Harris tính đến thứ hai. Bà Harris đã dẫn trước một điểm trong 3 cuộc thăm dò gần đây nhất. Cuối cùng, tại Wisconsin, theo 538, tiến đến ngày 28 tháng 10, bà Harris lại dẫn trước một chút với 47,9% so với 47,8% của ông Trump. Nhưng ông Trump đã dẫn trước trong 2 cuộc thăm dò gần đây nhất ở tiểu bang này. Các cuộc thăm dò có quan trọng hay không? Cả hai ứng cử viên đều có được sự dẫn trước đáng kể trong suốt cuộc bầu cử này, sau khi bà Harris thu hẹp khoảng cách giữa ông Trump và cựu ứng cử viên Đảng Dân Chủ là đương kim tổng thống Joe Biden. Giáo sư khoa học chính trị Dave Steven Voss của Đại học Kentucky nói với Newsweek rằng kết quả thăm dò sẽ dao động đôi chút từ bây giờ cho đến ngày bầu cử. Ông cho biết sẽ có sự dao động khi cố gắng đưa ra lời giải thích cho mọi sự thay đổi lên xuống trong cuộc thăm dò ý kiến của ứng cử viên. Nhưng hầu hết thời gian, những biến động ngắn hạn trong cuộc thăm dò đều không có ý nghĩa. Những người trả lời cuộc thăm dò ý kiến không đưa ra quyết định của họ theo cùng một cách mà những người bỏ phiếu cuối cùng vẫn làm. Có nghĩa là kết quả khảo sát là một chuyện, có thể phản ánh phần nào xu hướng lựa chọn của cử tri, nhưng thực tế cử tri bỏ phiếu như thế nào lại là một câu chuyện khác.